Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Mobile. Hôm nay mình sẽ lên cho anh em đấy là một combo phụ kiện hãng, chính hãng mà chúng ta nên có khi sắm iPhone nha. Chúng ta đã bỏ tiền ra để mua một con máy mấy chục triệu rồi, cũng không thể nào nữa là lơ là chúng ta bỏ qua những cái gọi là con ốp hay là cường lực cũng như là len bảo vệ máy, đúng không nào? Hôm nay mình sẽ lên cho anh em combo đấy là ốp, len và bộ sạc nha. Thì anh em tham khảo những cái dòng phụ kiện này để biết đấy là chúng ta nên mua những cái sản phẩm phụ kiện nào thích ứng và phù hợp cho con máy của mình nhá. Đây, trên tay mình hiện tại đang là con 12 Pro Max màu xanh bản 128GB nha. Và cây này nhà mình cũng đang có hiện tại bày bán và giá bán cũng rất là rẻ rồi nhá, chỉ từ 14 triệu mà thôi. Anh em đang có nhu cầu cũng có thể tham khảo qua bên bếp mình nhá. Và thêm một cái nữa đây, trước khi mà chúng ta lên phụ kiện, mình sẽ lau qua cho anh em về máy trước. Trước tiên mình sẽ lên cho anh em về ốp. Hiện tại trên tay mình là con ốp Max Safe của 12 Pro Max. Ốp này hỗ trợ anh em sạc không dây, là nhựa cứng full hoàn toàn 100%, chống ố vàng tuyệt đối cho anh em luôn. Đây, không phải nói nhiều đâu, cho anh em xem nhá. Nó là nhựa cứng trong, rất là trong luôn, đẹp cho anh em nhá. Đây, 100% là nhựa cứng nên là hoàn toàn chống ố vàng cho anh em luôn. Đó, anh em thấy không? Rất là xịn và đẹp luôn. Nó được ôm sát vào cái máy của mình này. Các nút bấm thao tác cũng rất là dễ dàng nhá. Anh em không phải là lo khi mà chúng ta sử dụng con ốp cứng như thế này. Ốp trong nhựa cứng thao tác rất là dễ dàng, các nút bấm, trừ khi chúng ta mua phải những con ốp fake, ốp đều thì các nút bấm này bị lệch hoặc là nó bấm rất là khó khăn, cũng rất là cứng. Còn về những cái ốp hãng thì anh em không phải lo nha, 10 điểm, 10 trên 10 luôn. Và khi mà chúng ta đã có một ốp để bảo vệ máy của mình rồi, cũng như là đây là con ốp đấy là được hỗ trợ sạc không dây, thì chúng ta cũng phải có thêm một cái phụ kiện đi kèm nữa và không thể thiếu được trong tất cả các dòng máy và các đời máy từ 11 Pro Max trở lên. Đấy là về cái kính len nha. Và kính len của Honda thì không còn quá xa lạ đối với anh em dòng iPhone nữa rồi. Thì cái dòng Honda này, mình theo bản thân mình thấy thì cảm nhận được cái kính len này nó tốt ngang ngửa so với cái kính trên cái con máy luôn, không khác gì luôn. Bởi vì nó cũng là cái kính sapphire và độ bền cực kỳ chắc chắn. Cái con này nhá, mọi người có lắp lên ấy, về lens camera nó sẽ không có bị mờ cam này, xước cam này, hay là ảnh hưởng gì tới chất lượng camera cũng như là ảnh hưởng tới chất lượng ảnh hay là video của mọi người đâu. Nên là mọi người cứ yên tâm, mình sử dụng những cái bộ mắt len chính hãng như thế này nhá, của hãng. Thứ nhất là Honda, thứ hai là chúng ta có thể tham khảo đấy loại là Mi Bao, và thứ ba là Kuzum. Đấy, có ba loại len cho anh em tham khảo, đấy là Honda này, Mi Bao này và Kuzum. Đối với Honda và Mi Bao thì chắc chắn là nhiều anh em đã quá quen thuộc rồi. Tại vì như cái dòng Mi Bao ấy, nó là cái loại phụ kiện được bày bán tại các store chính hãng của Apple và được rất là ưa chuộng nhá. Giá thành thì cũng rất là vừa túi tiền phải chăng, mà sử dụng chất lượng phải nói trên là 10 trên 10 luôn. Đây là bộ len cho anh em nha. Đó. Tiếp tới thì là cái bộ cắp sạc nhanh. Thì từ dòng XS Max trở lên, từ dòng X trở lên là chúng ta đã có thể sử dụng sạc nhanh rồi, được hỗ trợ sạc nhanh rồi. Thì cái việc đấy là chúng ta sắm sửa một bộ cáp sạc nhanh là một điều hết sức cần thiết trong khi mà mình mua một con máy mới. Đây, ngoài cái bộ sạc hãng zin ra thì chúng ta có thể tham khảo cái bộ đấy là bộ Enginer như thế này, chỉ khoảng 800.000 cho một cái bộ như thế này. Nó rẻ hơn bộ cáp sạc zin tầm 3 lần. Mà anh em, thứ nhất chúng ta sẽ có một cái bộ cáp sạc nó được bọc bằng dây dù, không hẳn là dây dù đâu, mình cũng không biết cái dây này nó như thế nào. Để mà nói cho mọi người biết về cái chất liệu của dây ấy, nó là silicon cũng hoàn là silicon, mà dù cũng không hoàn là dù. Mà cái độ bền của con dây này mình cảm thấy là rất là ngon nha. Đây, cho anh em xem nhá. Con dây này thì ở bản thân mình thấy nó bọc silicon thật, nhưng mà silicon này nó khá là cứng, nó không có mềm oặt như là những cái con dây đều khác. Đây, nó sẽ chỉ khoảng tầm bằng này thôi, chắc là tầm khoảng 1,5 m. Cái này là hình như là 1,5 m anh em ạ. Ok, thì đây hai cái phần đầu của nó nha, nó được bọc lại này, nó đoạn này bọc nhựa lại này. Đấy, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhá. Khi mà bọc nhựa lại như thế này này, nó sẽ tránh cái tình trạng đấy là gãy và bị cuộn phần đầu dây này lại. Chúng ta dùng các sạc ấy, tất cả các loại sạc của iPhone, cái điều mà hay gặp phải nhất chính là bị gãy phần đầu dây này, đúng không? Và đây, được bọc cho anh em này, bọc nhựa cứng này, dây cũng là dây dạng nhựa rất là cứng này. Đó,
không sợ gãy đứt luôn, rất là bền nha. Và cái bộ Enzeno này nhá, được rất là nhiều người dùng iPhone đánh giá là tốt, bền, sạc nhanh, không có gây ra tình trạng là nóng máy, cũng không phải lo đến tình trạng là bị đứt dây đâu nhỉ. Đấy, anh em nhìn nhá. Đó, anh em thấy chưa, quấn vô tư thoải mái, không vấn đề gì trên dây luôn. Đây, và đây mới chính là cái bộ sạc nhanh mà chúng ta nên sắm để sử dụng sạc con máy của mình. Muốn sử dụng máy sạc bền, máy ngon, dùng lâu dài, đây, phải có cái bộ sạc ngon như thế này, dùng lâu dài và bền thì nó mới gọi là 10 điểm. Và một cái dây này lẻ, hiện tại bên mình đang có giá đấy là 370.000. Và anh em mà đang có nhu cầu tham khảo thì có thể qua bên fanpage của nhà mình nhá. Và đối với cái bộ dây sạc này thì có theo đấy là cả một cái củ nữa. Tuy nhiên thì củ này cũng sẽ là củ lẻ cho anh em thôi. Nhưng mà để nói về cái chất lượng của nó nhá, mình cảm thấy cái chất lượng về của bộ củ sạc của Enzeno này ngang hàng đối với củ sạc zin. Và hiện tại mình đang lên cho anh em đấy là cái bộ sạc 35, cái củ sạc 35W nha. Sorry, đây là củ sạc 35W này, có đầu C và đầu USB như này cho anh em đấy. Đó, anh em có thể thấy nha. Mình có thể trực tiếp cắm hai cái chân này. Tuy nhiên thì khuyến khích anh em nên cắm một chân thôi. Đây, tránh cái tình trạng là hai nguồn điện đầu chạy, nó chạy ra ấy, nó cũng sẽ gây tình trạng nên sạc hơi chậm một xíu. Nhưng mà nếu như mà anh em mà cắm lẻ từng dây ra sạc thì nó sẽ nhanh hơn, mà dùng cũng sẽ bền hơn nữa. Mình cảm thấy là con này nó không quá là nặng, mà nó cầm rất là đầm tay, cũng rất là vừa. Trong khi thiết kế nó nhỏ gọn như thế này nữa, thì nếu như mà có cầm đi du lịch hay là các đi xa để trong túi sách thì cũng rất là tiện. Và bản thân mình thấy cái củ sạc Enzeno này có thiết kế khá là giống đối với củ sạc của InnoStyle. Và nếu như mà anh em có biết và có tham khảo nhiều, cũng như là tìm hiểu nhiều về các dòng iPhone cũng như các phụ kiện của iPhone, thì cũng biết InnoStyle cũng là một cái hãng dây sạc được bày bán tại store chính hãng của Apple. Và anh em có thể tìm thấy được những cái phụ kiện InnoStyle ở các store chính hãng nha. Và về các cái bộ gọi là sạc của InnoStyle cũng như là sạc zin thì giá thành chi phí của nó cũng khá là cao, phải cũng phải tầm 2 triệu một bộ. Tuy nhiên thì với bộ Enzeno này chúng ta không cần thiết phải bỏ ra tầm khoảng 2 triệu để mua cả một bộ như thế, với số tiền chỉ bằng một nửa đó. Với số tiền chỉ bằng một nửa thôi, anh em đã có thể mua được cả bộ Enzeno như này rồi. Dây thì rất là bền luôn, không sợ gãy đứt về dây, cũng không sợ là gãy đứt phần đầu dây như thế này. Mà sạc cũng rất là nhanh, đây là 35W cho anh em. Vào điện thì gọi là ối giời ơi luôn. Bình thường 20W đã phải tầm 1 tiếng rưỡi là gần đầy pin rồi. Ở đây con này chắc khoảng tầm 1 tiếng thôi là anh em đã đầy được pin rồi nhá. Khéo khi tầm khoảng 45 phút thôi là đã đầy rồi. Và đây là những cái combo, gọi là combo phụ kiện mà anh em nên tham khảo và nên mua cho dế yêu của mình khi mà chúng ta sắm sửa một con máy mới nhá. Và cái thời điểm này để mình mua một cây 12 Pro Max thì giá bây giờ cũng đã rất là rẻ rồi, chỉ từ 14 triệu mà thôi. Với bản 128GB, thậm chí có những nơi sẽ chỉ khoảng tầm 13 triệu 9 mà thôi. Anh em cũng có thể tham khảo ở các bên fanpage như nhà mình này, có báo giá chi tiết và cho anh em. Thứ nhất là về iPhone 12, 13, 14 Pro Max. Và bên mình đang sẵn rất là nhiều hàng 12, 13, 14 Pro Max cho anh em tham khảo nhá. Và có cả 11 Pro Max cũng như là các đời máy khác từ dòng 8 thửa trở lên nha. Và 15 Pro Max bên mình cũng đang sẵn hàng nữa. Anh em mà đang có nhu cầu muốn tham khảo các dòng phụ kiện này hay là các đời máy thì bên nhà mình mọi người có thể tham khảo qua cái đường link fanpage mình sẽ để ở phía dưới cho mọi người nha. Hoặc là chúng ta có thể gọi về số hotline bên nhà em. Bên em sẽ có để cho mọi người ở trong phần mô tả nhá. Trong phần mô tả sẽ gắn cho mọi người cái đường link fanpage cũng như là số hotline bên nhà em để mọi người có thể gọi điện tới và tham khảo nha. Và đây là những cái bộ phụ kiện mà mọi người nên mua khi mà chúng ta sắm cái con dế yêu của mình nhá. Ốp, len cũng như là cả bộ sạc nữa. Anh em nào mà kiểu mình muốn xịn xò hơn, chúng ta có thể sắm thêm đấy là quả cường lực kinh bun để tránh cái tình trạng đấy là khi mà sử dụng máy không may ấy, nó rơi úp mặt như thế này cũng sẽ không có ảnh hưởng vào tới cái mặt của mình nha. Và anh em đang có nhu cầu muốn mua máy này, mua trả góp hay là muốn tham khảo các dòng đời máy thì inbox qua fanpage của mình nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye anh em. Hẹn lại mọi người trong những video lần sau nha. Cuối này hơi nó lắp tí nhỏ, mọi người thông cảm nhé.
Mọi người cùng tham khảo với mình về bảng giá của 12 cũng như 13 nha. Và bên mình sẽ luôn luôn đấy là có livestream buổi sáng cập nhật cho mọi người giá iPhone bên nhà mình nhá. Và bye bye mọi người, hẹn mọi người trong những cái video lần sau. Bye bye.